Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 147 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, Thạch Trư, tập 147 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ từng luồng năng lượng điên cuồng tuôn vào trong thân thể của Diệp Húc, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Diệp Húc rồi lại tuôn vào trong chân linh bất diệt của hắn. Luồng năng lượng khổng lồ rót vào khiến cho hắn cảm thấy tu vi của mình liên tục được tăng lên. Tuy luyện hóa tiên quang sẽ khiến cho một phần năng lượng mất đi, nhưng gần trăm đạo tiên quang chất chứa năng lượng nhiều cỡ nào, luyện hóa hết chúng thì chỉ trong chớp mắt sẽ điền đầy số năng lượng mà Diệp Húc cần để tăng lên tam bất diệt cảnh. Còn số tu vi vô biên còn lại thì được Diệp Húc dùng chân linh bất diệt dẫn dắt vào trong tòa ngọc lâu 3 tầng do thần niệm tạo thành kia. Chân linh bất diệt tập trung năng lượng trong nháy mắt liền tràn đầy không gian khổng lồ trong ngọc lâu 3 tầng. Luồng năng lượng này đủ để cho Diệp Húc bị hủy diệt thân thể trăm lần vẫn có thể tái sinh. Hơn nữa, lần nào tái sinh cũng đều ở trong trạng thái toàn thịnh. Tốt, giờ khiếm khuyết mà ta còn chỉ là cần cấm pháp tam bất diệt cảnh, không tu thành thân thể bất tử. Cho dù chân linh bất diệt có chứa được nhiều năng lượng đi chăng nữa thì cũng không có chút tác dụng nào cả. Tu thành chân linh bất diệt mới chỉ là bước đầu tiên đi vào tam bất diệt cảnh, sau đó còn cần phải tu luyện cấm pháp tam bất diệt cảnh thì mới tu thành tam bất diệt chân chính. Chỉ có chân linh bất diệt lại chưa đạt tới tu vi cảnh giới thì cũng là vô dụng. Tu luyện tam bất diệt cảnh không thể quá vội vàng được. Lúc này ta còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ra cấm pháp của thập đại ma điển, bàn vương khai thiên kinh còn chưa viên mãn. Nếu như cố tu luyện thì lại tăng thêm những khiếm khuyết khác thôi. Diệp Húc lấy càn khôn đỉnh ra, bên trong đó còn có một đoàn máu vu tổ cùng với ý chí bất tử Hải Đông Thanh của Đại Kim Quốc. Hai thứ đặc thù này là phiền toái mà lúc trước hắn không thể giải quyết được, nên hắn đem chấn áp chúng trong đỉnh. Lúc này thực lực Diệp Húc tăng lớn, tu vi tăng cao, trở thành kẻ có thể chống lại được Nhân Hoàng, Thánh Chủ. Đối phó với hai thứ sinh mạng kỳ lạ này cũng không khó khăn gì. Ý chí bất tử vỡ nát là có thể trùng sinh được, có hiệu quả như tam bất diệt cảnh. Thế nhưng bản chất thì lại dũng mãnh hơn rất nhiều. Loại sinh linh kỳ lạ này gần như có thể trường sinh bất tử. Tỷ như Phách Hà lão tổ kia đã sống từ thời đại thượng cổ Hoàng Triều Đại Thương đến tận ngày nay, ngay cả Nghệ Hoàng cũng không thể lộng chết lão được. Diệp Húc rất muốn nghiên cứu sự ảo diệu của ý chí bất tử trường sinh kia. Nếu có thể ứng dụng nó lên người vu sĩ thì chẳng phải có nghĩa là vu sĩ cũng có thể trường sinh bất lão, trở thành những người như tiên nhân viễn cổ hay sao? Hắn lôi con Hải Đông Thanh bị chấn áp trong đỉnh kia ra, khẽ động tâm niệm, trong chớp mắt liền đem ý niệm lan tràn ra toàn thân Hải Đông Thanh. Sau một lúc lâu, hắn đã nắm giữ hết sự ảo diệu của sự bất tử mà con ý chí bất tử này có, không khỏi nhíu mày. Hắn tra xét thì phát hiện thân thể và pháp lực của Hải Đông Thanh hoàn toàn khác với Vu Sĩ Đại Vu, tạo nên con ý chí bất tử này chính là linh khí thuần túy cùng với vô số chấp niệm phức tạp. Số lượng những chấp niệm đó cực kỳ khổng lồ, đến từ những chấp niệm điên cuồng của hàng tỷ phàm nhân, vu sĩ, đại vu xây dựng nên thân thể Hải Đông Thanh. Đây là chấp niệm hình thành từ tín ngưỡng cuồng nhiệt của con dân với chính quốc gia của mình, tạo nên ý chí bất tử của đế quốc. Những chấp niệm tín ngưỡng đó chỉ một cái riêng lẻ thì không hề hùng mạnh, mà thậm chí là cực kỳ mỏng manh. Thế nhưng hàng tỷ con dân đế quốc, thậm chí là tín ngưỡng của vạn năm, trăm ngàn năm cùng tập kết lại một chỗ thì lại khủng bố, gần như không thể hủy diệt được. Đây là nguyên do giải thích tại sao ý chí bất tử lại có thể bất tử. Nhưng Diệp Húc dù có hiểu hết, biết hết về mấy thứ này thì chúng cũng không hề có tác dụng gì với mình cả. Đầu tiên là thân thể của vu sĩ, đại vu cũng không phải là do tín ngưỡng chấp niệm tạo thành. Tiếp theo là ý chí bất tử không có thân thể chân chính, cùng lắm thì chỉ có thể luyện thành thân thể sau này. Còn có pháp lực của ý chí bất tử chính là linh khí mà không phải tu vi chân chính.
chỉ là dùng linh khí tẩm bổ rồi sinh ra pháp lực. Cùng là pháp lực, vũ sĩ có thể phát huy ra 10 phần, mà ý chí bất tử thì chỉ phát huy được 7-8 phần. Ba điểm này khiến cho vũ sĩ không thể tu luyện giống như ý chí bất tử, không thể đạt được bất tử, trường sinh bất lão như ý chí đó. Có lẽ ta có thể sáng tạo ra một loại tâm pháp có khả năng hấp thu tín ngưỡng cuồng nhiệt của người khác được. Trong lòng Diệp Phúc đột nhiên hiện ra một ý tưởng. Nếu một môn tâm pháp có thể hấp thu được tín ngưỡng cuồng nhiệt của người khác, tuy rằng thân thể vẫn già đi, thậm chí là chết, nhưng hồn phách và nguyên thần của hắn sẽ còn có thể trường sinh bất tử như ý chí bất tử. Hắn lập tức hào hứng bắt đầu suy diễn môn tâm pháp đó. Qua hồi lâu, Diệp Phúc cuối cùng cũng đã luận ra được cơ cấu đại khái cho môn tâm pháp này. Theo lý luận thì tu luyện môn tâm pháp này có thể hấp thu tín ngưỡng của người khác, thay thế cho nguyên thần của mình. Cuối cùng, nguyên thần sẽ bị tín ngưỡng đồng hóa, biến thành bất tử. Môn tâm pháp này xem ra vô dụng với ta. Không có thân thể, cho dù có bất tử thì còn chút lạc thú nào nữa đây. Hơn nữa, muốn tụ tập tín ngưỡng thì cần phải truyền đạo, cần thành lập đế quốc hoặc là tuyên truyền giáo lý, khiến người khác tín ngưỡng mình. Cứ cho là thống nhất được thế giới vô hoang thì cũng cần mấy chục nghìn năm mới có thể tập trung đủ tín ngưỡng để trở thành người như Phách Hạ lão tổ. Khổ tu mấy vạn năm cùng một đống phiền toái lớn mới có thể đạt được 7-8 phần tiêu chuẩn của vô hoàng, lại không có thân thể thì thật quá bất thường. Diệp Húc khẽ động ý niệm, đem đám tâm pháp này hóa thành văn tự đưa vào trong một hòn đá cổ trong thạch cổ thư viện của Hoàng Tuyền Ma Tông, tùy tay định xuống một cái linh mạch bậc 1 rồi không để ở trong lòng nữa. Hắn không ngờ là môn tâm pháp mà hắn vô ý có được đây lại có kẻ vô tình tìm thấy, khai sáng ra một loại thánh địa vu đạo khác, thậm chí còn dựa vào môn tâm pháp này mà tu thành vu hoàng. Lúc trước ta không thể luyện hóa máu vu tổ, thế nhưng giờ thực lực ta tăng vọt, luyện hóa nó cũng không phải là việc khó. Diệp Phúc chớp động ánh mắt, giơ tay khẽ rung lên một cái, kiến mộc thần trượng lập tức tỏa ra một đạo hào quang màu xanh quét vào trong càn khôn đỉnh, đảo qua đoàn máu vu tổ kia, dễ dàng liền luyện hóa sạch sẽ, chưa từng phân đến linh tính của máu vu tổ. Đoàn máu vu tổ này từ từ dâng lên từ trong càn khôn đỉnh, giống như hổ phách màu vàng rực rỡ, năng lượng hùng mạnh bên trong đủ để so với nhân hoàng. Đoàn huyết mạch này được hắn luyện hóa xong chỉ còn lại tầm một nắm tay, ma tính bên trong đã không còn, chỉ để lại năng lượng thuần túy. Một đoàn huyết mạch của vu tổ đã hùng mạnh có thể sánh với nhân hoàng như thế, vậy chân thân của vu tổ thì sẽ hùng mạnh đến bậc nào đây? Diệp Phúc thất thần một lúc. Nếu hắn hấp thu máu vu tổ thì có thể tăng tu vi lên rất nhiều, tư chất cũng sẽ tăng thêm, đạt tới một độ cao mới. Tuy máu vu tổ dù tốt nhưng Diệp Phúc cũng không để ở trong lòng, không hề có chút ý định hấp thu nó. Huyết thống chất chứa trong máu thật sự là quá mạnh, dung hợp nó sẽ khiến cho huyết mạch của mình nhiễm huyết thống của vị vu tổ kia, làm cho huyết mạch của mình không tinh khiết. Sau này nếu như sinh con đẻ cái thì có khi còn sinh ra quái thai. Cực khổ nuôi con lớn, lại phát hiện trong huyết mạch của con và thê tử có huyết mạch của yêu ma hay yêu quái nào đó, thậm chí là sinh ra yêu ma quỷ quái cùng những chuyện ô long cũng rất có khả năng phát sinh. Tuy ta không cần thứ máu vô tổ này, thế nhưng dùng nó để nâng cao thực lực và tư chất, đánh vỡ giới hạn tư chất cho người khác cũng vẫn là một thứ không tệ. Diệp Phúc nghĩ đến đây, lập tức trải thần niệm ra toàn Quan Tinh Phong, tìm được ba vị đại minh tôn vương Giả La, Bảo Hiền và Tu Đề. Giả La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba người các ngươi lại đây. Sau khi Ma Hoàng rời đi, đám người Già La Minh Tôn có đánh chết cũng không dám rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông vì sợ bị Ma Hoàng xử lý. Hàng cổ ma vực lấy cường giả vi tôn, ba người Già La tuy cũng là những cường giả xuất sắc, đường đường đại Minh Tôn Vương, nhưng đối mặt với Ma Hoàng thì lại có một loại sợ hãi đã ăn sâu vào trong xương tủy. Diệp Phúc gọi ba vị đại Minh Tôn Vương đến, khẽ búng tay một cái, chỉ thấy đoàn máu vu tổ đã lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cười nói, đoàn máu này chính là máu của vu tổ bên trên thiên giới bị thương chảy ra. Còn yêu ma cấp nhân hoàng sinh ra từ trong đó đã bị ta giết rồi. Lúc này ma tính trong máu cũng đã được ta luyện hóa sạch sẽ. Không biết ba người các ngươi có nguyện ý dung nhập đoàn máu vu tổ này không? Sao? Máu vu tổ ư? Ba vị đại minh tôn vương kích động, vừa mừng vừa sợ. Ma tộc tôn sùng sức mạnh nên không hề để ý tác dụng phụ của máu vu tổ. Không ngờ chủ công còn có thứ tốt bậc này. Tu Đề Minh Tôn không khỏi thất thanh. Dùng nhập máu của vua hoàng là có thể tăng tu chất lên diện rộng. Nghe nói thời thượng cổ, vua hoàng sinh ra con nối dòng, liền cắt bàn tay mình lấy máu tươi nuôi dưỡng con, nâng cao tư chất của bọn họ. Bởi vậy con của vua hoàng ai cũng đều là người phi phàm với thành tựu rất lớn. Ánh mắt Già La Minh Tôn sáng lên, lão cười ha ha nói, máu vua hoàng đã tốt như thế,
huống chi là Vu Tổ hơn Vu Hoàng không biết bao nhiêu kia. Đoàn thánh huyết này có khi còn có thể làm cho người ta có tư chất vấn đỉnh Vu Hoàng ấy chứ. Bảo Hiền Minh Tôn chớp động ánh mắt, ha ha cười nói: Chủ công, ta đầy tư chất kém cỏi nhất, xin hãy ban đoàn máu này cho ta đi. Già Lam Minh Tôn nắm chặt nắm đấm, với bộ mặt dữ tợn, chiếc đuôi vung qua vung lại ở sau người. Lão nhe răng cười gằn: Đoàn máu Vu Tổ này đương nhiên là thuộc về ngươi, con nắm đấm to nhất rồi. Còn bộ cạp chết tiệt, ngươi đã là nhân hoàng rồi mà vẫn còn tranh với chúng ta ư? Bảo Hiền Minh Tôn giận tím mặt nói: Được, hôm nay lão Ngưu liền đọ sức với ngươi, cho ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Tu Đề Minh Tôn cũng đang đằng sát khí, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị hạ sát thủ đại chiến một trận. Chia thánh huyết ra làm 3 phần không phải là được rồi sao? Diệp Húc bất đắc dĩ giơ tay chỉ ra, khiến cho đoàn máu Vu Tổ kia phân thành 3, đều tự nhập vào trong cơ thể 3 vị đại minh tôn vương. Hắn trầm giọng nói: Các người mau chóng luyện hóa máu Vu Tổ đi, nó không chỉ có thể nâng cao tư chất cho các ngươi mà còn chứa đựng uy năng khủng bố, có thể làm cho thực lực của các ngươi tăng lên rất lớn kìa. Đám người Già Lam Minh Tôn chỉ cảm thấy máu Vu Tổ vừa nhập thể thì lập tức có một luồng năng lượng khủng bố tuôn trào ra, thậm chí nó bắt đầu bài xích chính huyết mạch của bọn họ, ép cho thân thể bọn họ rạn nứt, máu chảy như suối. Bọn họ không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng toàn lực thúc giục tu vi bản thân luyện hóa máu Vu Tổ. Uy năng chất chứa trong máu Vu Tổ hùng mạnh hơn máu Thánh Hoàng rất nhiều. Nếu như hơi vô ý thôi thì huyết dịch toàn thân bọn họ sẽ bị đốt cháy hết, trực tiếp chết thảm. Tu vi bọn họ cũng cực kỳ hùng mạnh. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn đều là những đại minh tôn vương đứng đầu, trải qua 4 năm khổ tu nên giờ chỉ còn cách nhân hoàng một bước nữa. Già Lam Minh Tôn thì đã luyện thành nhân hoàng, luyện hóa máu Vu Tổ với bọn họ mà nói thì cũng không khó khăn gì. Rất nhanh chóng, Già Lam Minh Tôn liền luyện hóa máu Vu Tổ trước. Khí thế của lão càng thêm nồng đậm, tu vi hùng hậu thêm ước chừng 3-4 thành, trực tiếp bớt đi được mấy trăm năm khổ tu. Không chỉ như vậy, tư chất của lão cũng được nâng cao lên rất lớn. Lúc trước Già Lam Minh Tôn muốn tu thành Vu Hoàng có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhưng giờ luyện hóa được máu Vu Tổ, lão đã có thể có chút hy vọng vấn đỉnh cảnh giới Vu Hoàng. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn thì vẫn đang tận lực luyện hóa máu Vu Tổ. Qua thật lâu sau, hai người đồng thời thét dài một tiếng, hơi thở đột nhiên bốc lên, cuồng bạo hơn trước mấy lần. Tu vi của bọn họ thấp hơn Già Lam Minh Tôn rất nhiều, nên chỗ tốt đạt được khi luyện hóa máu Vu Tổ cũng nhiều hơn Già Lam Minh Tôn. Bọn họ rốt cuộc cũng mở ra luân hải thứ 9 mà hồi lâu chưa từng xông qua được, mà trở thành nhân hoàng. Hai người chúng ta cuối cùng cũng thành công thăng tiến lên nhân hoàng rồi, lên nhân hoàng rồi. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn nhìn nhau vừa mừng vừa sợ. Bọn họ trước đây tuy rằng đã đặt được một nửa bước chân vào cảnh giới nhân hoàng, nhưng ít nhất vẫn còn cần hơn 10 năm khổ luyện mới có thể trở thành nhân hoàng được. Lúc này luyện hóa máu Vu Tổ khiến cho bọn chúng một phát phá tan quan tạp, trở thành nhân hoàng, bảo sao mà bọn chúng không vừa mừng vừa sợ cho được. Nhân hoàng đối với giai cấp nghiêm khắc như ma tộc mà nói là một bước ngoặt cực lớn. Tam bất diệt cảnh là cấp đại minh tôn vương, còn nhân hoàng kỳ thì là cấp điện chủ. Đến nay Tu Đề Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn đã trở thành nhân vật cấp điện chủ của ma tộc, mặc dù thực lực vẫn không bằng các điện chủ khác của đại ma điện, nhưng xét về địa vị thì đã có thể cùng ăn cùng ngồi với bọn chúng. Đi theo ma hoàng chỉ sợ chúng ta lúc này vẫn là tam bất diệt cảnh, cơ bản không có cơ hội thăng tiến lên nhân hoàng, đích thực không bằng đi với chủ công mà. Hai người trong lòng không khỏi có cùng ý niệm. Hiện nay chúng ta cũng là nhân hoàng, vị trí đệ nhất tôn vương dưới trướng chủ công đã không chỉ có mỗi Già Lam Minh Tôn, cái con bọ cạp to đầu kia nữa rồi. Còn về Hạo Thiên Khuyến, cái con phá cầu đó nhờ vào cơ duyên tình cờ mà trở thành đệ nhất Minh Tôn, lần này liền chỉ có thể làm lót đáy cho chúng ta đặt dưới chân mà thôi. Hai người nhìn nhau, nhe răng cười độc ác. Thời gian cách lần đầu tiên lựa chọn đệ nhất tôn vương đã qua được 6 năm. 4 năm sau liền là lần thứ 2 quyết đấu, xem ai mới có thể là đệ nhất đại tôn vương. Hai người bọn họ, bao gồm cả Già Lam Minh Tôn, hiện nay đều đã là cường nhân cấp điện chủ. Chỉ có Hạo Thiên Khuyển, con phá cầu này là vẫn ở tam tương cảnh, tu thành địa tương chân thân. Con phá cầu cả lơ phất phơ này tất nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng. Bảo Hiền Minh Tôn đã ở trong ảo tưởng, đem con phá cầu này đạp dưới chân vu đến mức ha ha cười mãi không thôi. Diệp Phúc tất nhiên không biết giữa 4 trợ thủ đắc lực dưới trướng của mình cũng có tâm tư riêng như vậy. Lúc này hắn vẫn mãn nguyện thỏa thê, tin tưởng chiều chuộng.
Cho dù ma đạo, lục phái, sáu đại thánh địa này cũng không có vài cái là có thể đồng thời có được mấy vị nhân hoàng. Chỉ có ma đạo Tam Cung mới có thể vượt qua số nhân hoàng dưới trướng Diệp Húc. Huống hồ, Diệp Húc chỉ là vừa mới thăng tiến lên tam bất triệt cảnh. Thậm chí vẫn chưa từng bắt đầu tu luyện tâm pháp tam bất triệt cảnh, liền đã có thể có được thế lực to lớn như vậy. Hoàn toàn có thể nói, Diệp Húc lúc này nếu như từ Hoàng Tuyển Ma Tông độc lập ra ngoài, tự mình liền có thể xây dựng lên một thánh địa, tự mình làm thánh chủ, khai tông lập phái. Mặc dù không bằng ma đạo Tam Cung, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém sáu thánh địa khác. Thực lực của hắn tuy rằng không bằng thánh chủ, nhưng có thêm ba người, Già La Minh Tôn cùng với Hàn Trắc Cung, Thương Nguyệt Thần Châu, Kiến Mộc Thần Trượng, Ngọc Lầu, Di La Thiên Địa Tháp. Mấy món cấm bảo và cấm bảo bán thành phẩm này là có thể cùng với những thánh chủ như Triều Cung Thiều đối kháng, phân chia cao thấp. Nhưng Diệp Húc không hề có ý nghĩ khai tông lập phái. Hoàng Tuyển Ma Tông suy cho cùng cũng đối đãi với hắn không tồi. Hơn nữa, kẻ thù quá nhiều, nếu như tự mình lập môn hộ, e rằng sẽ không ngừng có chuyện phiền phức, căn bản không có thời gian tu luyện. Già La, ngươi đã có Y Doãn Huyền Quan trong tay, không cần đến những bảo vật khác nữa. Có điều tu đề vào bảo hiền, hai người lại chưa có nhân hoàng chi bảo trong tay, không thể thể hiện ra phân thân của nhân hoàng được. Diệp Húc tế khởi Ngọc Lầu, lấy ra Nam Thiên Môn, cười nói: trong Nam Thiên Môn của ta chính là Tây Hoàng Bảo Khố, bên trong bảo vật vô số, các ngươi có thể tiến vào, mỗi người lấy một bộ nhân hoàng chi bảo làm vật phòng thân. Tu Đề và Bảo Hiền vui mừng quá đỗi, tiến vào Nam Thiên Môn, dưng dưng tự đắc thầm nghĩ: cho dù nói thế nào, Hạo Thiên Khuyển cái con phá cầu này không bao giờ có thể ở trước mặt ta hung hăng càn quấy được nữa rồi. Đợi đến khi bọn ta đi ra ngoài, thực lực tăng mạnh, nó liền chỉ có thể mang theo cái đuôi mà làm chó thôi. Mà cái tên Hạo Thiên Khuyển này chạy đi đâu rồi vậy? Diệp Húc thần niệm lục soát khắp núi, không phát hiện ra tung tích con phá cầu này, trong lòng không khỏi buồn bực, nghi hoặc nói: Già La huynh, huynh có thấy qua khiếu thiên không vậy? Con phá cầu này luôn luôn chạy nhảy, không có chỗ nào hay ho là thiếu được phần của nó. Lúc này cư nhiên không thấy xuất hiện, quả thật khiến cho Diệp Húc có chút không ngờ. Già La Minh Tôn đột nhiên nhớ ra kêu lên: lúc mà hoàng đến, con phá cầu này mở nắp Y Doãn Huyền Quan, chui vào bên trong rồi. Diệp Húc trong lòng rùng mình, bên trong Y Doãn Huyền Quan không chỉ có máu thịt của hai vị đại vu hoàng, đồng thời cũng có trái tim của Y Doãn. Tiếng đập của quả tim này thậm chí ở trước mặt các thánh chủ đại thánh địa cũng có thể chấn vỡ Hạ Lễ Đường. Hạ Lễ Đường đã tu luyện đến tam bất triệt cảnh, cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt, không ngờ lại bị chấn chết lặng yên trong vô tức. Có thể thấy uy năng ẩn chứa trong trái tim Y Doãn. Hữu tướng Y Doãn sau khi chết không biết bao nhiêu vạn năm vẫn có thể giết chết hoàng đế hoàng triều Đại Chu, U Vương. Vị vua hoàng này trong trái tim cất chứa một năng lượng vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải là viễn cổ cự thú như Hạo Thiên Khuyển, cái con phá cầu chưa trưởng thành này có thể đối kháng. Già La Minh Tôn làm việc luôn luôn cao ngạo, đầu óc thô kệch, đem đại não bóp giống như một mầm đậu. Sau khi ma hoàng rời khỏi, giờ này lúc này nhớ lại, vội vàng mở huyền quan ra, thò đầu vào bên trong tìm kiếm Hạo Thiên Khuyển. Diệp Húc tâm niệm vi động, Kiến Mộc Thần Trượng vù một tiếng bay lên, rơi vào bên trong huyền quan, chấn áp tất cả. Bên trong cỗ huyền quan này không gian rất rộng, giống như một thế giới nhỏ trải rộng ngàn dặm. Diệp Húc thả người rơi vào bên trong huyền quan, Già La Minh Tôn cũng hoảng hốt mà tiến vào. A! À! Diệp Húc a nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hơi thở của vu hoàng bên trong huyền quan đã suy yếu đi không biết bao nhiêu lần, rõ ràng là không biết bao nhiêu máu thịt đều bị đem đi nuôi con phá cầu này. Hạo Thiên Khuyển cắn nuốt máu thịt của hai vị vu hoàng, uy năng cất chứa bên trong máu thịt vu hoàng vô cùng mạnh, nói không chừng có thể khiến cho nó ngăn cản uy năng của trái tim Y Doãn. Diệp Húc nghĩ đến đây thở phào nhẹ nhõm. Bộ tộc Hạo Thiên Khuyển chính là viễn cổ cự thú. Phương thức tu luyện của viễn cổ cự thú so với loài người và yêu tộc khác nhau rất lớn, đặc biệt là bộ tộc Hạo Thiên Khuyển tự xưng viễn cổ cự thú vương giả này. Khẩu vị cực lớn, ăn cả nhật nguyệt, là cự thú được lưu lại từ thời đại cổ tiên, dựa vào ăn uống để nâng cao thực lực của bản thân. Hạo Thiên Khuyển cắn vào máu thịt của hai vị vu hoàng, mặc dù chỗ máu thịt đó đã bị đánh tan tất cả sức sống, nhưng năng lượng cất chứa trong đó cũng không thể coi thường, đủ để có thể khiến cho tu vi con phá cầu này tăng nhanh như bay, cũng không đến nỗi chỉ một thoáng là bị trái tim Y Doãn chấn vỡ. Diệp Húc và Già La Minh Tôn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy bên trong huyền quan vốn dĩ có hơi thở vu hoàng vô cùng nồng đậm, ngưng tụ thành dáng mây khí. Lúc này đây, những dáng mây khí rõ ràng cũng đã bị Hạo Thiên Quyển cắn nuốt luyện hóa, quét thành hư không.
Thay vào đó là từng luồng khí đen giống như hơi thở nặng nề đến từ thời đại viễn cổ man hoang thế giới. Chỉ dựa vào cảm quan, cảm giác, những hơi thở này liền khiến cho người ta cảm thấy giống như bên trong huyền quan tiềm ẩn một con cự thú vô cùng to lớn, tàn bạo, dữ tợn, chỉ trực lao ra ăn thịt người. Giả La Minh Tôn mặt hơi biến sắc, thấp giọng nói: có thể sánh ngang hơi thở của Long Chăn hư không? Cái con phá cầu này sợ rằng có thể sánh bằng viễn cổ cự thú của Bắc Hải Bí Cảnh rồi. Luồng khí tức này đích thực hùng mạnh như 6 con viễn cổ cự thú canh giữ Bắc Hải Bí Cảnh. Lúc đầu đám người Diệp Húc cùng Giả La Minh Tôn đến Bắc Hải Thủy Nguồn liền gặp phải 6 con viễn cổ cự thú. Giả La Minh Tôn toàn lực một kích thậm chí cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Long Chăn hư không, ngược lại bị chấn đến trọng thương hộc máu. Lúc đó tu vi của Giả La Minh Tôn đã là đỉnh cao của Tam Bất Triệt Cảnh, mạnh mẽ vô cùng. Có thể thấy được thực lực của viễn cổ cự thú trưởng thành hùng mạnh ra sao. Đến nay Hạo Thiên Quyển ăn mất máu thịt của hai vị đại vu hoàng, hơi thở tỏa ra không ngờ lại có thể sánh được với Long Chăn hư không, khiến Giả La Minh Tôn không khỏi biến sắc, ảo não không thôi. Thực lực của Long Chăn hư không tuyệt đối đạt đến độ cao nhân hoàng, thậm chí còn vượt qua những nhân hoàng bình thường, lực lượng hùng mạnh lại càng vượt trên những nhân hoàng thông thường. Diệp Phúc nhìn ra bốn phía, đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập thùng thùng truyền đến, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên Quyển có nhọc chạy lại phía Diệp Phúc, vừa chạy vừa thì thầm nói: hai người các ngươi giờ mới đến, đại tôn vương ăn no quá rồi. Diệp Húc không khỏi biến sắc mặt tối sầm, chỉ thấy con phá cầu này đến nay đã lớn thành một con hắc cầu bình thường, lông đen nhánh, bốn chân dài nhỏ. Có điều so với Hạo Thiên Khuyển bình thường không giống. Những con Hạo Thiên Khuyển khác eo nhỏ chân dài, hung ác dữ tợn, khắp người tràn đầy một lực lượng như bùng nổ. Còn con phá cầu trước mặt này lấy đâu ra eo thon mà là giống như một thùng nước béo đến mức dường như được thổi khí vào, giống như bốn cây củi chống đỡ một con lợn đen béo phì. Nó béo đến mức kỳ quái, đi một bước thở ba hơi, còn chưa đến bên cạnh Diệp Húc liền thở đến nỗi nói không ra lời, nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, đầu lưỡi thì lè cả ra đất. Tiếng tim đập thùng thùng đó chính là từ trong bụng nó truyền ra. Cái con chó chết tiệt này, ngươi một tiếng không nói ra đã ăn hết sạch thịt của hai vị vu hoàng rồi. Giả La Minh Tôn thốt nhiên mặt mày hung dữ, tức giận nói: chỗ máu thịt đó là công chủ ban thưởng cho chúng ta, để bốn người chúng ta cùng nhau chia sẻ bảo bối, không ngờ tất cả đều bị ngươi ăn hết rồi. Mau, mau nhổ ra, nhổ ra. Hạo Thiên Quyển há mồm đang chuẩn bị nói, đột nhiên một xúc tu đỏ máu từ trong miệng nó thỏ ra, hướng Giả La Minh Tôn cuốn đến. Những xúc tu này giống như mạch máu bình thường, năng lượng cất chứa trong mỗi một cái xúc tu đều có thể nói là khủng bố, hơn nữa còn mang theo từng luồng uy áp đáng sợ của vô hoàng. Giả La Minh Tôn không kịp liệu trước, á lên một tiếng liền bị cuốn chặt lấy. Xúc tu bao lấy Giả La Minh Tôn dùng sức thu lại, liền hướng miệng của Hạo Thiên Khuyển cuộn vào. Giả La Minh Tôn kêu lên một tiếng, bị xúc tu kéo vào trong miệng Hạo Thiên Khuyển, chỉ còn lại hai cái chân thỏ ra ngoài vẫy đạp. Tiếng của gã từ trong mồm phá cầu truyền ra, vừa giận vừa sợ: cái con chó chết tiệt kia, mau thả lão tử ra ngoài, nếu không lão tử không để ngươi yên đâu. Mồm của Hạo Thiên Khuyển nhát gã đến đề lên, hơn nữa vì đại minh tôn vương này còn lộn ngược một vòng, chân chạm trán con phá cẩu, đau đến mức nó nước mắt giàn giụa, ôm ôm mà nói: không phải là tại ta, là quả tim kia phá rồi. Quả tim đó sau khi lão tử nuốt xuống không cách nào luyện hóa được, ngược lại còn cắm rễ ở trong bụng ta. Thì còn bọ cạp chết tiệt, ngươi đừng làm loạn, đợi lão tử luyện hóa quả tim đó rồi sẽ cứu ngươi ra ngoài. Giả La Minh Tôn hổn hển tức giận nói: người bao giờ mới có thể luyện hóa được đấy? Chắc là phải 7-8 năm gì đó, ngươi yên tâm chờ đợi. Hạo Thiên Khuyển có chút không dám khẳng định nói: sao, 7-8 năm sao? Giả La Minh Tôn tức đến hộc máu, nâng cao cái đuôi lên châm xuống đầu của Hạo Thiên Khuyển như mưa chút, kêu lên: ta châm chết ngươi này. Diệp Phúc thấy bọn chúng như thế không khỏi giở khóc giở cười. Rõ ràng Hạo Thiên Khuyển cắn nuốt trái tim y doãn lại không có cách nào luyện hóa, ngược lại còn bị trái tim y doãn ký sinh bên trong cơ thể. Công kích Giả La Minh Tôn hoàn toàn không phải Hạo Thiên Khuyển, mà là do trái tim của y doãn. Tu Đề và Bảo Hiền, hai cái tên này phải ăn bi kịch rồi. Diệp Phúc trong lòng đầy thông cảm thầm nghĩ. Kiến Mộc Thần Trượng. Diệp Phúc tâm niệm vi động, Kiến Mộc Thần Trượng càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cây thanh châm nhỏ, trong chớp mắt chui vào trong cơ thể của Hạo Thiên Khuyển, dừng trước trái tim y doãn.
chỉ thấy trái tim đó chen chúc cùng một chỗ với trái tim của Hạo Thiên Khuyển, đồng thời truyền đập. Diệp Phúc tế khởi thần trượng, thôi động uy năng, vô số đạo thanh hà gào thét hướng trái tim Y Doãn quét đến, không ngừng diệt trừ ý chí trong trái tim Y Doãn. Tu vi và thực lực hiện giờ của Diệp Phúc đã vượt xa trước kia rất nhiều. Y Doãn nếu như còn sống, hắn tất nhiên là không thể diệt trừ ý chí vô hoàng cất chứa trong trái tim Y Doãn. Nhưng Y Doãn đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí đến thân thể cũng chôn cùng với Chu U Vương. Với thực lực của Diệp Phúc, diệt trừ ý chí vô hoàng trong trái tim tất nhiên là không thành vấn đề. Rất nhanh, ý chí của Y Doãn trong trái tim đã bị kiến mộc thần trượng tiêu trừ triệt để. Xúc tu vừa lỏng ra, Già Lam Minh Tôn vội vàng thoát thân ra bên ngoài, tránh xa con phá cầu này. Với thực lực của gã, tất nhiên không sợ con phá cầu này, nhưng trái tim trong bụng của nó quả thực là cổ quái, khiến cho gã vô cùng kinh ngạc. Diệp Phúc thu hồi kiến mộc thần trượng, lại có từng đạo thanh hà quét xuống, đem thân thể Hạo Thiên Khuyển gột rửa, quét đi chỗ thịt ôi trong cơ thể nó, luyện hóa năng lượng dư thừa, khiến thân hình con phá cầu này phục hồi như cũ. Đến lúc này mới đi ra khỏi Y Doãn Huyền Quan. Kiến mộc thần trượng không chỉ có uy năng của cấm bảo bán thành phẩm, đồng thời cũng tràn đầy sức sống mừng bừng, dùng để rèn luyện thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng cũng không tồi chút nào. Lão tử có Y Doãn Huyền Quan hẳn là có thể lật đổ con phá cầu này, trở thành đệ nhất tôn vương. Cái con phá cầu này có trái tim Y Doãn, cũng có thực lực khắc chế ta đây. Bên trên Quan Tinh Phong, Già Lam Minh Tôn sắc mặt lúc xa sầm lúc lại sáng bừng lên, thỉnh thoảng lướt nhìn Hạo Thiên Khuyển, chỉ thấy con phá cầu đang chuyên tâm luyện hóa trái tim Y Doãn. Gã trong lòng âm thầm tính toán, lão tử nếu như ra tay trước, lão tử thắng là cái chắc rồi. Nếu con phá cầu ra tay trước, e rằng ta cũng không có cách nào mà chống lại được. Còn về Tu Đề và Bảo Hiền chỉ có thể lót đáy mà thôi. Hạo Thiên Khuyển cũng ý thức được trái tim Y Doãn tuyệt đối là thứ tốt, nếu như có thể luyện hóa hợp nhất với trái tim của chính mình, thì trái tim của nó có thể cung cấp cho bản thân nguồn khí huyết kinh khủng như của Vu Hoàng, khiến thực lực bản thân càng tăng nhanh hơn. Diệp Phúc mặc kệ tính toán trong lòng hai tên này, thấp giọng nói, kỳ quái, theo lý mà nói hai tên Tu Đề và Bảo Hiền tiến vào Nam Thiên Môn lựa chọn bảo vật nên ra ngoài rồi mới phải, tại sao lại vẫn chưa thấy tung tích bọn chúng vậy? 7 tầng trước của Nam Thiên Môn đều đã được hắn khai thông, không có nhiều nguy hiểm. Tu Đề và Bảo Hiền vào bên trong hẳn là rất nhanh liền có thể tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 của Nam Thiên Môn chính là Thiên Đình do Tây Hoàng luyện chế. Bên trong bảo vật vô số, đa phần đều là Bất Diệt Chi Bảo và Nhân Hoàng Chi Bảo. Tìm được hai món bảo bối, đối với bọn họ, hai vị Nhân Hoàng mà nói hẳn là không thành vấn đề. Ta từ trước không có cách nào chống cự uy áp của Tây Hoàng, chưa thể khai thông hai tầng cuối cùng của Nam Thiên Môn. Lần này thực lực tiến bộ lớn, tu vi cũng tăng nhiều. Hơn nữa còn có kiến mộc thần trượng, vật trọng bảo này, không biết có đủ thực lực tiến vào tầng thứ 8, tầng thứ 9 của Nam Thiên Môn hay không đây. Diệp Phúc nghĩ đến đây, lập tức phân ra một đạo thần niệm, phân thân bay đến chỗ Kiều Kiều đang bế quan. Không lâu sau, Kiều Kiều liền nhận được tin tức bay đến, dừng lại bên cạnh của hắn. Diệp Phúc đánh giá kỹ lưỡng, chỉ thấy sau khi Kiều Kiều có được Thương Nguyệt Thần Châu, mặc dù không có Thần Dương Linh Mạch bậc 9 để nâng cao tu vi, nhưng Thương Nguyệt Thần Châu chính là do thủy tinh khí, chí âm chí nhu ngưng tụ mà thành. Kiều Kiều là thủy đức cộng công chi thể trong ngũ hành chi thể. Bộ bảo vật này quả thực là được tạo ra dành cho nàng, khiến cho tu vi của nàng không giờ phút nào là không tiến bộ nhanh như bay. Lại có thêm cấm pháp độc đáo của Hàn Nguyệt Cung cùng với Thương Nguyệt Thần Châu tương phụ tương thành, khiến tu vi của nàng tiến cảnh cực nhanh, so với Diệp Phúc không chậm hơn chút nào. Hơn nữa, Diệp Phúc còn cho nàng rất nhiều vân hà chi khí do tu vi vô hoàng hóa thành. Quỳnh Tiêu Cung Chủ Hàn Nguyệt Cung lại trợ giúp cho nàng một tay, đem tu vi của nàng tăng cao đến đỉnh cao thiên địa pháp tướng. Hiện nay tu vi của Kiều Kiều đã ổn định tiến vào tam bất diệt cảnh, trở thành thân thể bất diệt. Trên người của nàng mặc chính là bộ dáng sa tiên y mà Diệp Phúc tặng cho nàng. Thắt lưng buộc tử thụ, đeo bội kim ấn, đầu đội mũ phượng, thanh phù dung, chân mang giày đỏ, trên tóc cài ngọc châm, chính là một bộ bất diệt chi bảo, hiện lên vẻ khoan thai lộng lẫy. Bộ bảo vật này chính là bất diệt chi bảo do Tây Hoàng luyện thành, tạo ra chuyên dành cho nữ nhân, mặc trên người của nàng rất vừa vặn. Không chỉ như vậy, hơi thở của nàng giống như thủy lưu đại bộc, bao quanh toàn thân, bừng tỉnh như tiên. Tây Hoàng cầm, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Họa và Thiên Nguyên Tinh Kỳ ở bên trong thủy lưu, thủy tức lên lên xuống xuống, khi chìm khi nổi, không ngừng phát ra từng đạo uy năng. Có tiếng đàn u cốc, có âm sướng thi thư, luôn luôn có một bức họa chảy ra, thiên sơn vạn thủy, cung đỉnh tiên khuyết, lại có tinh quang như kỳ, từng chòm sao qua lại không ngớt.
Thương Nguyệt Thần Châu giống như một vầng minh nguyệt bao trùm lên tất cả các bảo vật treo cao phía trên đỉnh đầu của nàng, tản mắt ra huy quang sáng tỏ, tỷ vạn hào quang định trụ thiên địa âm dương, phong hỏa, sơn, thủy lôi, uy năng cuồn cuộn. Diệp Phúc đến nay tuy không phải là thánh chủ nhưng địa vị phi phàm, có thể cùng đứng cùng ngồi với các vị thánh chủ đại thánh địa. Bộ trang phục này của Kiều Kiều cũng có thể thể hiện rõ thân phận chủ mẫu Quan Tinh Phong. Thân là chủ mẫu Quan Tinh Phong, nếu như Kiều Kiều lộ ra vẻ bần hàn thì cũng là Diệp Húc bần hàn. Diệp Húc tất nhiên không thể cho phép việc này xảy ra. Hiện nay thực lực của Quan Tinh Phong ta có thể sánh ngang với chủ các thánh địa, việc thăm dò hai tầng cuối của Nam Thiên Môn có lẽ cũng không thành vấn đề. Diệp Húc tràn đầy tự tin, tức thì đứng dậy, tâm niệm vi động, từng tầng của Nam Thiên Môn mở ra, lộ ra không gian từng tầng bên trong. Nam Thiên Môn chỉ là một bộ bất diệt chi bảo, về uy lực thì không bằng Nhân Hoàng chi bảo, lại càng không bằng cấm bảo bán thành phẩm, chứ đừng nói là cấm bảo. Nhưng bộ vũ bảo này lại vô cùng tinh diệu, công dụng còn hơn cả Nhân Hoàng chi bảo và cấm bảo bán thành phẩm. Nam Thiên Môn có 9 tầng thời không, có thể cất giấu vạn vật. 9 tầng thời không này phong ấn một tầng lại mạnh hơn một tầng, chính là chỗ cất giấu bảo vật tốt nhất. Trên lý luận, thậm chí có thể làm được dũng mãnh như viễn cổ Nam Thiên Môn, có thể phong ấn chư thiên, đem thiên giới đều phong ấn ở bên trong. Nếu như Diệp Húc không có Ngọc Lâu, chắc chắn sẽ đem tất cả bảo vật của mình cất vào bên trong cánh cửa to lớn này. Tiềm lực của Nam Thiên Môn là vô cùng, tuy rằng không thể đạt đến loại trình độ viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn. Thế nhưng nếu như tiếp tục đúc luyện, nâng cao uy năng, đến khi trở thành Nhân Hoàng chi bảo, e rằng liền có thể phong ấn cấm bảo. Còn nếu nó trở thành cấm bảo thì còn kinh khủng hơn, chỉ sợ đến cả đại lục Hải Dương rộng lớn mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm đều có thể bị phong ấn bên trong. Tòa Nam Thiên Môn này Tây Hoàng vẫn chưa hề luyện thành hoàn toàn, ta có thể tiếp tục sự nghiệp chưa hoàn thành của Tây Hoàng, đem nó chế tạo thành Nhân Hoàng chi bảo, thậm chí là cấm bảo. Diệp Húc cùng Kiều Kiều và đám người Già La Minh Tôn đi thẳng một mạch tiến vào thời không bên trong Nam Thiên Môn, chỉ trong chốc lát liền vượt qua 5 tầng tiến vào tầng thứ 6. Bảo vật trong 5 tầng trước của Nam Thiên Môn đại đa số đều đã bị Diệp Húc lấy đi, chỉ có tầng thứ 6 là vẫn đầy đủ như cũ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên không khỏi ngỡ ra, ngay cả là Kiều Kiều đã nhìn quen bảo vật của Hàn Nguyệt Cung cũng không khỏi thất thần. Già La Minh Tôn kiến thức rộng rãi nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không kìm được há to miệng ra, chỉ thấy khó mà tin nổi. Trước mắt bọn họ kiến trúc lâm lâm lạc lạc giống như tiên cung thiên đình, rộng lớn vô bờ, mênh mông vô tận, không thể đếm hết số bất diệt chi bảo và Nhân Hoàng chi bảo đang lơ lửng trên không trung, chủng loại đa dạng nhiều không đếm xuể. Đây là một kho bảo vật cực lớn, vô số bảo vật, lấy ra bất kỳ một cái nào cũng đều đủ để khiến người ta muốn tranh cướp. Hơn nữa, nhiều bảo vật như vậy chính là một bộ hoàn chỉnh tổ hợp lại với nhau liền là một bộ cấm bảo, uy lực cường mạnh, e rằng không có bộ cấm bảo nào có thể cùng so sánh. Chủ công cứu mạng, cứu mạng! Giữa thiên cung trùng trùng điệp điệp, đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu của Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn. Không ngờ bọn chúng lại bị trấn áp trên Phong Thần Đài. Phong Thần Đài chính là một tòa ngọc đài huyết tích loang lổ, gần giống với cấu tạo của Trảm Thiên Đài, có điều lại có vài chỗ không giống. Trên Phong Thần Đài không hề có những vật như dây chói, khóa trụ, chỉ có một mặt bảng kim văn lớn gọi là Phong Thần Bảng, giống như một mặt cờ lớn, tung bay phất phới, còn có một cây 26 lễ kim giản gọi là Đả Thần Tiên. Còn Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn thì bị trói trên Phong Thần Đài, trực tiếp bị chấn áp, đánh đến vỡ đầu chảy máu, không thể không quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Húc nghe thấy tiếng kêu cứu thì sắc mặt tối sầm, hắn để hai người Tu Đề và Bảo Hiền tiến vào Nam Thiên Môn lựa chọn bảo vật sử dụng, không ngờ rằng hai tên vừa mới tăng lên Nhân Hoàng lại bị một bộ Nhân Hoàng chi bảo chấn áp ở đây, thật là làm hắn mất hết thể diện. Cái con xuẩn nghiêu và cái con dẹp kia lần này không còn mặt mũi nào rồi. Già La Minh Tôn ha cửa lớn, dương dương tự đắc nói: hai tên các người đến một bộ Nhân Hoàng chi bảo cũng không có các cách nào thu phục được, sau này còn có mặt mũi nào tranh giành chức vị đệ nhất tôn vương với lão tử đấy. Hào Thiên Khuyển cũng dương dương tự đắc kêu gào muốn đi giải cứu hai người bọn họ, khiến Tu Đề và Bảo Hiền khuất phục. Con phá cầu này xông thẳng vào Phong Thần Đài, vừa mới xông đến gần, đột nhiên tấm văn bảng kim sắc trên Phong Thần Đài lay động, một đạo kim quang chiếu xuống đem nó nhấp khởi rơi xuống Phong Thần Đài. Phong Thần Đài chuyển động, từng luồng uy năng dày nặng giống như thần châu đại lục chấn áp xuống. Đại tôn vương, thực lực kinh thiên động địa, cái vu bảo chó má gì cũng dám chấn áp lão tử sao?
Trên phong thần đài, Hạo Thiên Quyển gầm gừ, từng sợi xúc tu đỏ như máu từ trong miệng nó chui ra, hướng tòa phong thần đài xông đến, định đem phong thần đài tông vỡ, thoát thân ra ngoài. Bang một tiếng, đả thần tiên đột nhiên bay lên, xuyên qua vây công của trái tim Y Doãn, hung hăng có xuống đầu phá cầu. Con phá cầu này kêu lên một tiếng, choáng váng ngất ngã xuống đất. Hạo Thiên Quyển cũng đã gần đến tuổi trưởng thành, đường đường viễn cổ cự thú, không ngờ lại bị roi ra đánh đến hôn mê. Có thể thấy uy năng bộ nhân hoàng chi bảo này, nếu như được tế luyện thêm một chút, tất sẽ có thực lực kinh người. Cứu mạng, cứu mạng! Qua một lúc lâu, Hạo Thiên Quyển tỉnh lại, tội nghiệp đáng thương nhìn về phía đám người Diệp Húc kêu lên. Già La Minh Tôn thấy thế không khỏi dùng mình, vội vàng xua tan dự định đi giải cứu ba tên này để khuất phục bọn chúng. Lòng thầm nghĩ, thực lực con phá cầu này so với ta cũng không kém hơn mấy phần, vậy mà ngay cả nó cũng bị chấn áp trên phong thần đài, ta tất nhiên cũng không được rồi. Không được, không được. Diệp Húc ánh mắt chớp động, đang định đích thân ra tay, đột nhiên chỉ thấy một vầng minh nguyệt từ từ dâng lên, hướng phong thần đài bay đến. Vầng minh nguyệt này sâu kín rực rỡ, định trụ thiên địa âm dương, phong hỏa sơn thủy lôi, chậm chậm hạ xuống. Diệp Húc trong lòng vừa động, vẫn chưa kịp ra tay. Lại nói, đám người tu đệ Minh Tôn luôn luôn bướng bỉnh, không chịu, chỉ thần phục một mình Diệp Húc, không hề phục Kiều Kiều. Ngay cả khi Kiều Kiều là vợ của hắn, chỉ sợ những đại Minh Tôn vương này cũng không coi nàng ra gì. Diệp Húc không thể mãi ở trên quan tinh phong của Hoàng Tuyển Ma Tông. Sau khi hắn đi, e rằng Kiều Kiều liền khó mà khuất phục mọi người. Lúc này đây chính là thời cơ Kiều Kiều giao uy. Khí tức của Thương Nguyệt Thần Châu tỏa ra thanh thanh u u, không có quá nhiều sự hống hách của cấm bảo, chỉ có cảm giác tĩnh lặng như nước, nhưng lại chấn áp tất cả, đem phong thần đài, đả thần tiên, phong thần bảng chấn áp đến ngoan ngoãn, dễ bảo uy năng liền mất hết. Kiều Kiều lấy Thương Nguyệt Thần Châu chấn trụ vài món bảo vật, Hạo Thiên Quyền và Tu Đề cùng Bảo Hiền lập tức không thấy áp lực nữa, cuống quýt chạy ra khỏi phong thần đài, lòng còn sợ hãi. Tu Đề, Bảo Hiền, hai người các ngươi làm ta quá mất mặt mà. Sắc mặt Diệp Húc trầm xuống, hắn hừ lạnh nói, còn không nhanh cảm ơn chủ mẫu đã ra tay cứu các ngươi đi. Tu Đề và Bảo Hiền vẫn chưa hết kinh hồn, vội vàng không người thi lễ với Kiều Kiều, lên tiếng nói, đa tạ chủ mẫu, đa tạ chủ mẫu. Kiều Kiều đỏ ửng cả mặt lên, đang định đáp lễ thì thoáng thấy Diệp Húc khẽ lắc đầu, nàng mới nhận đại lễ của hai người kia. Bộ nhân hoàng chi bảo này đã được chủ mẫu của các ngươi trấn áp rồi, Tu Đề, ngươi thu nó lại rồi tế luyện, sau này phong thần đài sẽ là bảo vật của ngươi. Khiếu Thiên, ngươi đi tế luyện phong thần bảng và đả thần tiên đi. Diệp Húc lấy ra một bảo tháp, trầm giọng nói, Bảo Hiền, ta ban cho ngươi một món bảo vật khác, bất cứ kẻ nào mà dám chống đối lại ta thì ngươi cứ thu hắn vào trong thiên ngục mà trấn áp. Nếu những kẻ này gian ngoan mất linh thì áp lên phong thần đài trực tiếp xử tử. Tu Đề Minh Tôn mừng rỡ, vội vã gật đầu rồi tiến lên thu lấy phong thần đài. Hạo Thiên Quyển thì vô cùng vui sướng, thu thả đả thần tiên và phong thần bảng. Bảo Hiền Minh Tôn tiếp nhận 18 tầng thiên ngục, hai người một chó rót hết tu vi toàn thân vào trong phong thần đài và thiên ngục không ngừng luyện hóa. Đám người Diệp Húc tiếp tục đi về phía trước, tới tầng thứ 7 Nam Thiên Môn thì thấy Tây Hoàng vẫn khoanh chân ngồi trong phiến không gian rộng lớn này, lòng bàn tay nâng cánh cửa vào tầng thứ 8. Ông ta bị Thanh Đế đánh chết ở chỗ này. Lúc trước Diệp Húc cũng không biết tu vi của Tây Hoàng khi còn sống đã đạt tới trình độ nào, nhưng giờ khi tu vi của hắn tăng lên nhiều, kiến thức cũng xa hơn trước đây, nhìn đến khí thế của Tây Hoàng là hắn biết nhân vật thượng cổ này vẫn chưa phải Thánh Hoàng, nhưng đã vô hạn tiếp cận cảnh giới Thánh Hoàng. Tu vi ông ta thật kinh thiên động địa, truyền thừa xa xưa, có được huyết mạch của Thiên Đế và Vương Mẫu thời Thiên Đình viễn cổ. Nhưng ông cũng không bị Thanh Đế đánh chết, chỉ vì huyết thống cao quý, chủ yếu là bởi vì ngộ tính và tư chất của ông thật sự quá xuất sắc. Lấy tu vi Vu Hoàng đã khai sáng ra tâm pháp đế cấp, nếu cứ để cho ông trưởng thành thì tất sẽ uy hiếp đến sự thống trị của mình, cho nên Thanh Đế mới bóp chết ông khi còn trong nôi. Những hành động của Thiên Đế để duy trì địa vị thống trị của mình không chỉ có mỗi chuyện bóp chết thiên tài như thế này, Hiên Viên Thiên Đế thậm chí còn ngầm cho con trai mình truyền xuống huyết mạch thống trị thế giới Vu Hoang. Tỷ như Đại Hạ chính là huyết mạch của Chuyên Húc Thần Vương, Đại Thương lại là huyết mạch của Đế Khốc Thần Vương, mà Chuyên Húc Thần Vương và Đế Khốc Thần Vương đều là con cháu của Hiên Viên Thiên Đế. Thiên Đế thống trị thiên giới lại để huyết mạch của mình thống trị hạ giới, cứ như vậy là không có ai có thể uy hiếp đến địa vị thống trị của ông ta được. Hiện giờ thế giới Vu Hoang không có hoàng triều thống nhất,
cho thấy lực lượng thống trị của đương kim thiên đế đã suy yếu hẳn. Đối với những vũ sĩ thiên tài xuất chúng như Diệp Húc thì quả là một chuyện tốt. Diệp Húc tế kiến mộc thần trượng lên, Kiều Kiều thì tế thương nguyệt thần châu. Đám người già Lam Minh Tôn, Hạo Thiên Khuyển cũng đều tự tế vu bảo của mình lên. Đủ loại nhân hoàng chi bảo và cấm bảo bán thành phẩm tản ra uy năng cuồn cuộn, đẩy ra uy áp của hơi thở Tây Hoàng, bảo vệ mọi người bay tới bàn tay của Tây Hoàng. Bọn họ đến trước cánh cổng kia, ba vị đại minh tôn vương đồng loạt ra tay cùng đẩy cánh cửa này ra. Diệp Húc và Kiều Kiều lững thững đi vào trong cánh cửa này. Không biết trong cánh cổng thứ 8 của Nam Thiên Môn có thứ bảo vật gì đây? Diệp Húc có chút kích động trong lòng. Tầng thứ 7 đã có trọng bảo như thiên đình, như vậy bảo vật trong tầng thứ 8 chắc chắn sẽ càng thêm kinh người. Trong tầng thứ 8 Nam Thiên Môn là một mảnh tĩnh lặng, không có bất cứ sức sống nào. Nơi đây chỉ có đại hỏa che trời phủ đất. Lửa này không phải phàm hỏa mà là kim sắc thái dương chân hỏa, nhiệt độ của nó cực cao. Thậm chí so với thái dương chân hỏa mà Diệp Húc tu luyện còn cao hơn mấy lần. Nó đốt cháy không gian Nam Thiên Môn, không ngừng tan chảy, lại không ngừng tự chữa trị. Thái dương chân hỏa ở nơi này chưa làm nhiều tầng. Tầng thứ nhất là chân hỏa màu vàng, tầng thứ hai là màu đỏ, thứ ba là màu xanh, tầng thứ tư là màu tím, thứ năm chính là ngọn lửa màu đen. Càng vào bên trong, nhiệt độ thái dương chân hỏa càng cao, lửa lại càng dày. Đám người Diệp Húc đi đến tầng thứ 3 thì đám giả Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển đã không chịu nổi, không thể không tế bảo vật của mình lên mà ngăn cản. Tới tầng thứ 4, thân thể bọn họ đã mơ hồ có xu thế bị thiêu đốt tan chảy. Thậm chí các loại bảo vật như Y Doãn Huyền Quan, Phong Thần Bảng đều gần như không chống lại được, bắt đầu lốp bốp cháy. Chỉ có Thương Nguyệt Thần Châu của Kiều Kiều vì là vật chí âm có thể khắc chế được thái dương chân hỏa nên mới có thể chịu được. Nhưng tu vi của Kiều Kiều lại kém hơn đám người giả Lam Minh Tôn, cũng phải cố sức vạn phần. Diệp Húc thu hồi kiến mộc thần trượng, hợp lực cùng Kiều Kiều tế Thương Nguyệt Thần Châu. Viên thần châu này giống như một vầng trăng sáng treo cao trên hư không, nơi nào đi qua thì chân hỏa tắt đi một mảng lớn. Bọn họ tiến vào trong ngọn lửa màu đen ở trung tâm, chỉ thấy ở nơi này thái dương chân hỏa đã nồng đậm đến cực điểm, một đốm lửa nhỏ là có thể đốt xuyên hư không. Ở trong này, ngọn lửa màu đen kia có thể dễ dàng đốt cháy nguyên thần và thiên địa pháp tướng của nhân hoàng, đem nhân hoàng sinh sôi luyện hóa. Kỳ quái, sao có nhiều thái dương chân hỏa như vậy chứ? Kiều Kiều buồn bực nghi hoặc hỏi. Có rất ít vũ sĩ có thể tu thành bậc chân hỏa này, trừ phi luyện hóa một mặt trời thì mới có thể tu thành được thái dương chân hỏa tinh khiết bậc này thôi. Nhưng người có pháp lực luyện hóa được mặt trời hơn phân nửa là vô hoàng đứng đầu. Cho dù là vô hoàng cũng chưa chắc có thể luyện hóa được mặt trời. Già Lam Minh Tôn bỗng nhiên trầm giọng nói. Mặt trời to lớn vô cùng vô tận, pháp lực của vô hoàng tuy mạnh, nhưng muốn luyện hóa một mặt trời thì không dễ mà làm được đâu. Chỉ có thánh hoàng mới có được bậc lực lượng dũng mãnh như vậy thôi. Diệp Húc gật đầu. Mặt trời treo trên bầu trời thế giới vô hoang, lớn không thể tưởng tượng. Quả thật rất khó có người nào có thể luyện hóa được nó. Cho dù là vị thánh hoàng thượng cổ như Thang Hoàng cũng không làm được. Những mặt trời khác ở trong vũ trụ tinh không tuy không lớn bằng mặt trời của thế giới vô hoang, nhưng cũng không phải là nhỏ. Muốn luyện hóa được mặt trời thì phải có pháp lực như của thánh hoàng thì mới có thể làm được. Một chiếc lô đỉnh trông xưa cũ nằm lẳng lặng ở giữa tầng tầng thái dương chân hỏa này. Trong chiếc đại đỉnh này có một mặt trời lên lên xuống xuống. Tuy nó đã sắp tắt, nhưng tầng tầng thái dương chân hỏa chính là trào ra từ mặt trời sắp tắt này, gần triệu năm vẫn chưa từng tắt. Đây là một chiếc lô đỉnh không thể nhìn ra được cấp bậc. Nó đã lâm vào ngủ say, uy năng vô biên vô tận gần như tiêu tan. Thái dương thần lô sao? Diệp Húc ngẩn ra, vội cẩn thận quan sát chiếc lô đỉnh này thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn từng thấy một vị trưởng lão Thái Dương Thần Cung tế lên loại vu bảo như này. Lão già kia chính là đại vu Tam Bất Triệt Cảnh, mà Thái Dương Thần Lô trong tay của lão thì giống hệt chiếc ở trước mặt đây, hẳn là cùng một loại bảo vật. Nhưng Thái Dương Thần Lô của lão già kia mà so với chiếc trước mặt đây thì có vẻ thô ráp hơn rất nhiều, uy năng cũng thua kém không biết bao nhiêu lần. Tuy chiếc Thái Dương Thần Lô trước mặt này đã lâm vào ngủ say, nhưng uy năng trong khi ngủ say của nó vẫn còn cực kỳ khủng bố, tản ra thái dương thần hỏa, thậm chí có thể đốt chết nhân hoàng. Có thể thấy được nó mà sống lại thì uy lực sẽ kinh người ra sao. Hình thái của nó cũng tinh khí hơn xa chiếc thái dương thần lô trong tay lão già kia. Trong lò có một con tam túc kim ô bay lượn trong mặt trời sắp tắt. Thậm chí Diệp Húc còn nhìn thấy trong mặt trời này có một cây phủ tang rực sáng ánh vàng, rất nhiều con kim ô sống và làm tổ trên cây sinh sôi nảy nở. Trong chiếc thái dương thần lô này như có một thế giới hoàn chỉnh.
Chẳng lẽ chiếc thần lô này chính là cấm bảo chân chính của Thái Dương Thần Cung ư? Diệp Phúc tâm niệm hơi động. Đông Hoàng Mục từng nói trong Nam Thiên Môn có khả năng phong ấn một món bảo vật của Đông Hoàng gia bọn họ. Món bảo vật này là sính lễ khi tổ tiên bọn họ cầu hôn Tây Vương Mẫu. Nhưng y lại chưa từng nói đó rốt cuộc là vũ bảo gì. Chiếc Thái Dương Thần Lô này chỉ sợ không chỉ đơn giản là cấm bảo. Nó là bảo vật do Hạo Thiên Đại Đế tự tay luyện chế ra. Có lẽ có thể gọi là Thánh Hoàng Chi Bảo. Diệp Húc thầm nghĩ. Đáng tiếc mặt trời trong lò đã sắp tắt rồi. Mà ta lại không có tinh khí đủ hùng mạnh để đốt cháy nó lại. Chỉ sợ không thể khiến món bảo vật này khôi phục đến trạng thái toàn thịnh được. Thúc giục cấm bảo sống lại thì Diệp Húc hiện giờ có thể cố làm được. Nhưng khôi phục một mặt trời sắp tắt thì cần lượng tinh khí quá khủng bố. Diệp Húc tuy có tu vi cao thâm, hùng hậu hơn nhân hoàng bình thường mấy lần, nhưng cũng không có khả năng có được nguồn tinh khí khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, khôi phục một lượng uy năng cho nó hẳn là có thể làm được. Ngoài ra thì còn một biện pháp, đó chính là tìm được một mặt trời nữa để cho chiếc thần lô này cắn nuốt mặt trời kia là có thể làm cho nó khôi phục tại trạng thái toàn thịnh. Hoặc là luyện hóa cao thủ Thái Dương Thần Cung, đem tinh khí đánh vào trong lò cũng có thể khôi phục được uy năng cho nó. Diệp Húc tế ngọc lâu lên, thu chiếc Thái Dương Thần Lô này lại. Thần lô đốt sụp hư không, phá hoại một mảng lớn trong ngọc lâu hắn, gần như đem đám linh dược trong tầng thứ nhất ngọc lâu đốt cháy sạch. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, đưa chiếc thần lô này đến tầng thứ 7. Hắn từng chứng kiến cấm pháp phân thân của Tiên Hoàng trong Thương Nguyệt Thần Châu, thậm chí cả chỗ lợi hại chân chính của các bảo vật như cấm bảo. Muốn hoàn toàn nắm trong tay một món cấm bảo thì cũng không hề dễ dàng. Trong cấm bảo ẩn chứa cấm pháp phân thân hoàn chỉnh của vua hoàng khác, có được thần thức và trí nhớ của chính mình. Đạt được cấm bảo đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại còn có thể bị cấm pháp phân thân bên trong cấm bảo cắn trả. Tuy cấm bảo rất ít khi chủ động chấn sát chủ nhân, nhưng nếu có người tu luyện tâm pháp của vị vua hoàng kia để lại, hoặc là huyết mạch của vị vua hoàng đó, thì có thể thúc giục cấm bảo, cưỡng ép cướp đi cấm bảo rồi chấn chết chủ nhân. Thánh Hoàng Chi Bảo cũng là như vậy. Diệp Húc dám khẳng định bên trong chiếc Thái Dương Thần Lô này chắc chắn có được một đạo Thánh Hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế. Nếu như thúc giục đạo Thánh Hoàng phân thân này thì ngay cả vua hoàng đều sẽ bị chấn chết luyện hóa. Không chỉ như vậy, nếu Thái Dương Thần Cung tế khởi chiếc thần lô này ngay trước mặt, chỉ sợ nó không phải là một món Thánh Hoàng Chi Bảo nữa, mà chính là bùa đòi mạng. Thái Dương Thần Lô nhất định sẽ bị người của Thái Dương Thần Cung thúc giục chấn vỡ luyện chết lại chính mình. Ta tu luyện Bàn Vương Khai Thiên Kinh, trong đó bao hàm Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, có thể thúc giục được chiếc thần lô này. Người của Thái Dương Thần Cung muốn đoạt nó khỏi tay của ta cũng không phải dễ dàng như thế. Tinh quang lóe lên trong mắt Diệp Húc, hắn thầm nghĩ. Nhưng nếu đối phương có tu vi cao hơn ta, lại có được huyết thống của Hạo Thiên Đại Đế, quả thực có thể cưỡng ép cướp đi thần lô từ trong tay ta rồi. Đối mặt với loại tình huống như thế, ta liền nguy hiểm. Nếu như thế thì chỉ có một biện pháp, chính là tiêu diệt cao thủ Thái Dương Thần Cung trước. Trước tiên tiên hạ thủ vi cường, dùng vu bảo của Hạo Thiên Đại Đế giết con cháu của ông ta, khiến đối phương không có bất cứ cơ hội tăng uy năng nào cho Thái Dương Thần Lô lên cả. Lại nói, bên cạnh lục địa vu hoang, một mặt trời như một quả cầu lửa vô cùng to lớn mọc ở đằng đông, lặn đằng tây, ngày đêm liên hồi. Ở cách mặt trời này không xa, trôi nổi lơ lửng một tòa thần cung thật lớn. Tòa thần cung này kim quang chói lóa, trông như được dựng lên từ vàng ròng vậy. Những người biết tòa thần cung này đều biết rằng vàng cũng chỉ bằng một phần vạn tài liệu đã tạo nên tòa thần cung này mà thôi. Ngay cả ngũ hành kim khí chuyên rèn cấm bảo trong thế giới vu hoang cũng không thể so sánh được với tài liệu của tòa thần cung này. Tương truyền tòa thần cung này chính là do Hạo Thiên Đại Đế khi ở cảnh giới Thánh Hoàng đã dùng thủ đoạn trộm trời, cưỡng ép khai thông thiên giới, rồi từ thiên giới thiết đến thiên giới kim tinh để rèn món thánh bảo này. Món thánh bảo này có thể ở gần mặt trời như vậy mà không bị Thái Dương chân hỏa đốt chảy, thậm chí còn không ngừng dẫn dắt lấy hỏa lãng hấp thụ Thái Dương tinh khí cuồn cuộn rót vào bên trong cung điện. Nó cực kỳ rộng lớn đến có thể gọi là đại lục. Thậm chí ở bên trong cung điện có thể nhìn thấy những tòa cung điện nhỏ bé, lại có nhiều đại vu tu hành ở bên trong. Còn có đám Tam Túc Kim Ô dương cánh ngàn dặm, vũ cánh ngao du trong thần cung. Tòa cung điện đó chính là Thái Dương Thần Cung. Thánh chủ Thái Dương Thần Cung Đông Hoàng Thiên và đám cao thủ Nhân Hoàng đứng ở cạnh thần cung, nhìn về phía mặt trời cách đó không xa. Trong mặt trời có một chiếc thần lô thật lớn, nhấp nhô bập bềnh, không ngừng cắn nuốt Thái Dương tinh khí luyện hóa ở trong hỏa lò. Đây là một món cấm bảo có thể chống lại nhiệt độ cực cao bên trong mặt trời kia, thậm chí luyện hóa cả Thái Dương tinh khí. Bên trong thần lô thậm chí đã bắt đầu ngưng tụ ra một mặt trời nho. Chiếc thần lô này và chiếc thần lô mà Diệp Húc thu được kia
gần như giống nhau như đúc vậy, nhưng có vẻ thô ráp hơn vài phần, không có vẻ tinh khí, đại khí như chiếc thần lô của Diệp Phúc kia. Thái Dương thần lô chân chính sau khi rơi vào trong tay của Tây Hoàng Mẫu, một vị cao thủ cấp bậc Vu Hoàng của Thái Dương thần cung cũng đã luyện lại một chiếc thần lô mới. Nhưng đáng tiếc là vị Vu Hoàng Thái Dương thần cung kia chỉ mới luyện Thái Dương thần lô thành cấm bảo, cũng không đủ thực lực để tăng nó lên cấp bậc thánh bảo. Cho dù chiếc thần lô này là cấm bảo, thế nhưng độ phòng chế thì vẫn chỉ là độ phòng chế, so với Thái Dương thần lô chân chính thì đúng là một trời một vực. Từ khi Hạo Thiên Đại Đế ngã xuống đến nay đã hơn 1 triệu năm. Trong khoảng thời gian này, Thái Dương thần cung và Đông Hoàng thế gia sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, Vu Hoàng cũng không ít. Những cường giả đó đã đưa chiếc Thái Dương thần lô này vào trong mặt trời để nó không ngừng cắn nuốt Thái Dương tinh khí. Bọn họ kỳ vọng có thể chiếc thần lô này sẽ tạo thành Thánh Hoàng chi bảo, tái hiện sự hưng thịnh thịnh vượng cho dòng họ Đông Hoàng. Nhưng tiếc thay, đã hơn 1 triệu năm, tuy uy năng của Thái Dương thần lô càng ngày càng mạnh, có thể gọi là Vu Hoàng chi bảo đỉnh cao, nhưng khoảng cách với phẩm bậc thánh bảo vẫn còn một đoạn rất lớn, lớn đến khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Thưa Thánh Chủ, vì sao không đồng ý báo thù cho Đông Hoàng Việt vậy? Lúc bây giờ một gã cường giả Nhân Hoàng với diện mạo tăng thương nói: Đông Hoàng Việt với Thái Dương thần cung ta là một thể, một quang vinh thì cùng quang vinh, một tổn hại thì cùng tổn hại. Diệp Thiếu Bảo khinh người quá đáng, cướp đi cấm bảo bán thành phẩm kiến mộc thần trượng mà Đông Hoàng Việt cực khổ luyện chế ra, lại dùng trượng đánh Đông Hoàng Việt đến chết đi, rõ ràng chính là khiêu khích Thái Dương thần cung ta mà. Theo ta thấy, giờ ta cứ đánh thẳng đến Hoàng Tuyển Ma Tông, giết Diệp Thiếu Bảo cùng toàn bộ Hoàng Tuyển Ma Tông. Đúng vậy, thánh chủ của dòng họ Đông Hoàng ta chính là huyết mạch của thiên đế, thiên tử của thế giới Vô Hoàng, cực kỳ cao quý. Lại có một gã bá chủ Thái Dương thần cung phẫn nộ lên tiếng: Diệp Thiếu Bảo dám giết thiên tử chính là đối nghịch với trời, tội ác tày đình. Giết toàn bộ môn phái y, diệt cửu tộc y, thậm chí cả cửu tộc của đám Hoàng Tuyển Ma Tông cũng phải diệt sạch, trừ cỏ tận gốc không để lại một ai. Như vậy mới thể hiện ra Thái Dương thần cung ta chính thống trong thế giới Vu Hoàng này, khiến cho mọi người đều biết sự uy nghiêm của Thái Dương thần cung ta được. Chẳng lẽ thánh chủ sợ Ứng Tông Đạo sao? Ứng Tông Đạo tuy là đệ nhất nhân ở thế giới Vu Hoàng này, nhưng cũng không phải là vô địch đâu. Thái Dương thần cung ta bảo vật vô tận, muốn đối phó với một tên Ứng Tông Đạo còn chưa trở thành Vu Hoàng cũng quá là đơn giản. Trong phần đông cao thủ Thái Dương thần cung, cao thủ Đông Hoàng gia chỉ có tu thành nguyên thần thì mới có tư cách vào Thái Dương thần cung. Bên trong thần cung có rất nhiều Nhân Hoàng, tuyệt đối có thể xưng là đứng thứ nhất trong tâm cung ma đạo, thậm chí ngay cả Nhân Hoàng đỉnh phong cũng không phải là ít. Trong những Nhân Hoàng đỉnh phong đó, đưa ra bất kỳ một ai cũng đều cùng cấp với người như Triệu Cung Thiều. Tỷ như Đông Hoàng Thương chính là Nhân Hoàng đỉnh phong, giao thủ với Triệu Cung Thiều mấy trận mà không phân được thắng bại. Nội tình Thái Dương thần cung lại lớn đến không thể tưởng tượng, không chỉ có vô số món cấm bảo mà thậm chí còn có cả thánh bảo. Lực lượng mạnh mẽ như thế này quả thật có thể tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma Tông, san bằng Hoàng Tuyển Ma Tông thành đất bằng. Đông Hoàng Thiên thản nhiên nói: Đối phó với Hoàng Tuyển Ma Tông và Diệp Thiếu Bảo đương nhiên là rất đơn giản, giơ tay là có thể giết. Nhưng đối phó với Ứng Tông Đạo thì lại không hề đơn giản như vậy. Nếu không thể một kích giết chết được gã thì kẻ này nhất định sẽ trả thù Thái Dương thần cung ta. Đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu người của thần cung ta phải chết thảm. Y thở dài hạ giọng nói: Huống chi Hoàng Tuyển Ma Tông còn có Hàn Nguyệt Cung hỗ trợ. Thực lực của Hàn Nguyệt Cung tuy kém Thái Dương thần cung ta, nhưng hai phái đó mà liên kết lại là có thể liều mạng với Thái Dương thần cung ta được. Đánh một trận sống mái với bọn họ chỉ khiến Thái Dương thần cung ta tổn hại thực lực, vô duyên vô cớ để tinh đế được lợi, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Một gã Nhân Hoàng phẫn nộ nói: Chẳng lẽ mối thù của Đông Hoàng Việt cứ không báo hay sao? Chẳng lẽ cứ để mặc cho Diệp Thiếu Bảo giết huyết mạch của Đông Hoàng chúng ta hay sao? Lần trước tới Hàn Nguyệt Cung cầu hôn đã khiến cho bộ tộc Đông Hoàng ta trở thành trò cười cho thế giới Vô Hoàng. Hiện giờ Diệp Thiếu Bảo giết chết gia chủ Đông Hoàng thế gia, nếu không trừng trị tên ác đồ này thì Thái Dương thần cung ta khó mà có thể sống yên ở thế giới Vô Hoàng này được. Diệp Thiếu Bảo đương nhiên phải giết, mà phải cho hắn chết thật thảm. Đông Hoàng Thiên nói với nụ cười đầy tàn nhẫn: Không ai có thể làm nhục bộ tộc Đông Hoàng ta mà còn có thể tiêu diêu tự tại bên ngoài được. Hơn nữa tên tiểu tử đó còn có Nam Thiên Môn ở trong tay, có khả năng có Thái Dương thần lô mà tổ tiên ta luyện chế. Các vị an tâm cho nóng vội, ta đã phái Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ giám thị Hoàng Tuyển Ma Tông rồi. Chỉ cần y rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông thì đó chính là kỳ chết của y. Các vị cao thủ liếc nhau đều lộ ra vẻ vui mừng, cười nói: Đông Hoàng Phủ Tung chính là Thái Thượng Trưởng Lão,
là nhân hoàng đỉnh phong thuộc thế hệ trước. Đông Hoàng Kỳ chính là nhân tài mới xuất hiện trong thần cung ta, giờ đã tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng trung kỳ lục phẩm. Có hai người bọn họ thì cái tên Diệp Thiếu Bảo kia còn đừng sống hay sao? Một lão già lo lắng nói. Nhưng Diệp Thiếu Bảo có được kiến mộc thần trưởng, nhân hoàng bình thường đều không phải đối thủ của y. Kẻ này tuy đáng chết nhưng thực lực lại không hề kém đâu, có thể chống lại nhân hoàng. Này y lại có một món cấm bảo bán thành phẩm trong tay. Hey, nếu phủ tông thái thượng trưởng lão và Đông Hoàng Kỳ không có trọng bảo trong tay, chỉ sợ không thể hoàn toàn chém chết tên ác đồ này được. Đông Hoàng Thiên cười ha hả, đột nhiên phất tay áo một cái, một tiếng ầm vang lên, chiếc thái dương thần lô trong mặt trời kia chấn động, lập tức phá vỡ tầng tầng biển lửa, bay ra khỏi mặt trời, ầm ầm rơi xuống trung thổ thần châu trong thế giới vô hoang. Ta đương nhiên biết Diệp Thiếu Bảo này rất là khó chơi, nhưng nếu ta quyết định giết nó thì sẽ không cho nó bất cứ con đường sống nào cả. Y vừa dứt lời thì thấy thái dương thần lô nâng lên mấy ngàn dặm ngọn lửa và khói đặc cuộn lại, trông như một ngôi sao hóa thành một quả cầu lớn tiến vào trong tầng khí quyển của thế giới vô hoang, đánh đến trung thổ thần châu. Quả cầu đó đột nhiên nổ tung, liệt hỏa lưu kim, thái dương thần lô bên trong càng ngày càng nhỏ, rồi đột nhiên biến mất. Chính là Đông Hoàng Thiên thao túng nó tìm được Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ, rơi vào trong tay hai người kia. Hảo, thánh chủ tính toán thật không bỏ sót điều gì. Tên Diệp Thiếu Bảo kia nếu dám to gan rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông thì tất phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người lại càng thêm khâm phục Đông Hoàng Thiên, không ngừng mà tán thưởng y. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 147 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.